Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Dành cho những ai mà đây là lần đầu các bạn xem qua những cái video reaction của mình thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip đang viral trên mạng, nhưng mà đa phần thì mình sẽ làm về nhạc hip hop thì nhiều hơn. Vừa rồi các bạn vừa nghe là cái bài hát Mấy Bé Lì của Maybelline ra mắt. Mình nhớ hình như cũng là năm ngoái thì phải. Năm ngoái, mình nhớ là không lầm là như vậy. Một bài hát cực kỳ hot luôn. Và các bạn biết là mình nghe cái bài đó là từ cái thời điểm mà nó vừa ra mắt luôn á. Và hôm nay bài Maybelline lại ra thêm một bài Mấy Bé Lì nữa. Thì không mất thời gian các bạn nữa. Let's go. Chúng ta tới phần intro thôi nào. Ok, như mình đã nói đầu video thì hôm nay mình sẽ làm một cái reaction cho một cái bài hát mới của Maybelline, bài hát Mấy Bé Lì. Hình như mình nghĩ nếu mà không làm, tại vì cái bài hát Mấy Bé Lì của năm ngoái là cũng ra ở thời điểm tháng 4 thì phải. Thì mình rất là mong là mỗi năm Maybelline sẽ làm một cái sản phẩm âm nhạc như vậy. Tại vì nó như là một cái thường lệ vậy á. Thì mình rất là mong như vậy. Tại vì cái bài Mấy Bé Lì của năm ngoái thì mình nghe cực kỳ đỉnh luôn, là có Naomi, Tờ Linh và Yến Chi, theo mình nhớ là như vậy. Mình nhớ không làm cái bạn thứ ba tên là Yến Chi thì phải. Thì cái bài hát đó quá đỉnh luôn, nó vượt qua cả một bài hát thông thường nữa, không phải là một cái bài hát nằm ở cái tầm là nhạc quảng cáo nữa, mà là một cái bài nhạc cực kỳ hoàn chỉnh, từ beat, từ âm thanh, từ mix master, từ vocal, từ tất cả mọi thứ, từ lyric luôn. Mình nghĩ là bài đó là kiểu đỉnh của đỉnh trong gọi như là âm nhạc quảng cáo ở Việt Nam mình, tính tới thời điểm hiện tại luôn nha. Là đó là một trong những cái bài mà nằm trên top list của mình về nhạc quảng cáo. Thì hôm nay Maybelline lại ra mắt một sản phẩm là Mấy Bé Lì, có sự góp mặt của Mỹ Anh. Mỹ Anh là con của ca sĩ Mỹ Linh. Mình rất là thích Mỹ Anh luôn, cái vibe của Mỹ Anh rất là tây. Ở đây có thêm Blink Baby, thì bạn này mình có nghe tên qua rồi nhưng mà mình cũng không có theo dõi bài này nhiều. Và featuring Low G, có sự góp mặt Low G nữa đó mấy bạn. Ok, thì không mất thời gian nữa, tới với phần reaction thôi nào. Đây là lần đầu tiên mà mình xem qua cái bài nhạc này luôn, và mọi cái reaction của mình, mọi cái phản ứng của mình là những cái phản ứng thật nhất, không có diễn. Ok, thằng nào nói tao diễn thì tụt bách cái chỏ này vô đầu tụi bay đó. Ok, và trước khi nghe thì mình cũng muốn nói một tí xíu là cái bài Mấy Bé Lì trước đó thì thực sự là nghe xong kiểu một bạn nam như mình mà mình muốn trở thành một kiểu một con gái luôn á. Nghe hơi gay nhưng mà ok, bắt đầu thôi. Ok, thì trước khi bắt đầu thì như mọi thủ tục của mọi cái video reaction trước đó thì mình luôn nhắc nhở các bạn always stay hydrated. Đây không phải là quảng cáo nhưng mà rất là mong sẽ nhận được quảng cáo trong thời gian tương lai sắp tới. Ok, và hôm nay cũng là sinh nhật của mình, 14 tháng 4. Ok, tuổi 23 rồi. 23 tuổi rồi, let's go. Nhớ uống nước đấy. Bắt đầu xem nào. Ồ, có nâng nữa. Thiên biến vạn sắc liền bao vạn vật làm trong một tràng mê. Vạn sự tự do cho mấy bé ly được vạn người vạn tuế. Bên hoa thật sự đi sexy hay là lovely. Hey, let's go. Hey. Make up him on mic không lu mờ. Mà chờ độ đêm nay em là ngôi sao. The coolest in the party, he will book foul. Damn, cái vocal của Mỹ Anh kiểu đỉnh thật sự luôn á, kiểu mình rất là thích Mỹ Anh từ những cái bài hát đầu tiên của Mỹ Anh luôn rồi. Và lúc đó mình còn chưa biết là Mỹ Anh là con của nghệ sĩ Mỹ Linh nữa. Holy fucking god. Cái vocal kìa. Damn. Let's go. Make up him on my con biết kìa. Mà chế độ đêm nay em là ngôi sao. Coolest in the party, he will book foul. Shout out to my super lead ladies. Girls night out, hella studio. Ayy. Em luôn là muôn mong.
Trời trên phố người ta gọi em là Angel, nhưng ai bảo em chỉ riêng một cô thì anh bảo luôn là ngưng hộ sơ mi quần Âu, thêm đường like làm mặt em cực duyên, son ly kia giúp cho bờ môi cong thêm tự nhiên. Sáng em là CEO, tối em xâm nhập trực tuyến, một người ở trên TikTok mượn như một điệp viên. Em on another level, go hard to heavy metal, ready to fight the battle, slay the world of devils. Lực quyền độc lập và độc đáo, em là độc đắc khi em sang độc xa độc địa và độc đoán phải. Damn. Độc quyền, độc lập và độc đáo. Em là độc đắc khi em sang. Holy shit. Oh my god, Logi, let's go man. Bạn Nâng này là mình biết lần đầu tiên bạn mình biết Nâng thông qua một cái bài hát Nâng hát chung với MCK. Và sau đó mình cũng có nghe một vài sản phẩm của Nâng. Và thực sự là Mỹ Anh Nâng là kiểu cái vocal rất là đỉnh luôn. Và cả Hạnh Ngân nữa. Ba nghệ sĩ nữ trẻ mà mình nghĩ là mình rất là thích ở Việt Nam ở trong cái thời điểm hiện tại, kiểu represent cho Gen Z á và Low G nữa. Oh my god, lập và độc đáo, em là độc đắc khi em sang, em xài độc địa và độc đoán, phải thua độc nhất trong em mang, em cứ đặt chân mình lên ngai vàng nhìn nó đầu hàng thua. Thì thời đại này một công chúa cũng có thể làm nhà vua, thêm mình và sắc lên với vạn vật làm cho vạn chàng mê, và sẽ tự do cho mấy bé ly được vạn người vạn tuế. Ấy Bing baby. Bài này đỉnh thật chứ. Mới ra có lúc ra mắt là ngày 6 tháng 4, thời điểm mình xem là ngày 14 tháng 4 là ngày sinh nhật của mình đó. Là gần 4 triệu view rồi, 3.795.000 view rồi. Oh my god. Trước đó là cái bài Maybelly version 1.0 á, là mình nghe cái lúc cái bài đó chỉ có lẹt tẹt tầm vài chục ngàn view thôi. Và sau này tự nhiên nó, mà lúc đó mình nghe là mình đã biết là kiểu qua wow, sao bài này kiểu bị underrated quá vậy, kiểu biết là nhạc quảng cáo nhưng mà kiểu nhạc nó quá hay luôn. Nhưng mà sau này thì thật sự là mình rất là vui khi mà mọi người đã biết tới cái bài hát đó và cái bài hát đó kiểu bùng nổ luôn. Rất là vui khi mà kiểu mình rất là vui khi có những cái bài hát mà kiểu bị underrated và được công nhận ở thời điểm sau này á. Còn bài này thì đem cái verse của Logi kiểu đỉnh quá. Ở đây có cái gì nè. Em cứ đặt chân mình lên ngai vàng nhìn nó đầu hàng thua, vì thời đại này một công chúa cũng có thể làm nhà vua. Ồ, thiên biến vạn sắc lì, với vạn vật làm cho vạn chàng mê. Vạn sự tự do cho mấy bé lì được vạn người vạn tuế. Damn, nghe kiểu nữ quyền vãi. Wow, mình không nghĩ là, tại vì trước đó là cái bài Maybelly version 1 là chỉ toàn những nghệ sĩ nữ thôi, và đợt này thì có 3 nghệ sĩ nữ và có thêm Logi nữa, và mình rất
thực sự lúc mà mình thấy cái tựa đề của bài hát là mình cực kỳ kiểu rất là mong muốn coi là Lucci sẽ thể hiện cái gì và cả ba nghệ sĩ còn lại nữa. Wow, và thực sự là cái bài này quá tuyệt vời luôn, Maybelline làm quá xuất sắc. Rất là mong là năm sau mình nghĩ là đây sẽ là một cái hàng năm luôn á, kiểu như là hàng năm vào tháng 4 thì Maybelline sẽ ra sản phẩm, một cái sản phẩm âm nhạc như thế này, và rất mong chờ cho năm sau. Và thật sự là thông qua cái bài hát này thì các bạn cũng có mới thấy là cái việc mà ở năm ngoái và đầu năm nay cái việc Logi kiểu tỏa sáng và được nhiều người biết tới, và Maybelline đã hợp tác với Logi luôn rồi, thì các bạn cũng phải công nhận cái sự thành công của Logi cho một dạo thời gian gần đây, và rất là vui cho Logi, thật sự là như vậy luôn. Bài hát này thì chắc chắn mình sẽ ngồi nghe lại rồi, và đem giọng vocal của Mỹ Mỹ Anh và nâng thì on top baby, on top. Ok, thì đó là cái reaction của mình cho cái bài hát này, và nếu mà các bạn chưa xem qua cái bài hát này hoặc là muốn xem lại cái bài hát này thì mình có để cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào. Ok, thì đến đây thôi. Ok, và mình nhắc nhở các bạn luôn luôn nhớ uống nước, và nếu được thì các bạn nhớ nhắc những người xung quanh của mình uống nước luôn nhé, tại vì uống nước sẽ có rất là nhiều cái lợi ích cho sức khỏe của các bạn, không phải là quảng cáo. Ok, tại vì mình muốn các bạn có một sức khỏe thật là tốt thôi. Và đó là cái reaction của mình cho cái bài hát này, và comment ở dưới những cái bài hát hoặc là những cái clip mà các bạn muốn mình làm reaction, mình rất là mong sẽ nhận được những cái comment như vậy, và chúc các bạn sẽ có được một ngày thật là vui vẻ, và mình mong là mình sẽ đã đem được cái năng lượng tích cực của mình dành cho các bạn, mong là như vậy, và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Ok, 14 tháng 4 sinh nhật của mình, không còn gì tuyệt vời hơn khi mà ngồi làm reaction và lan tỏa cái năng lượng của mình sang cho các bạn thật sự luôn. Và rất là vui khi là sau một khoảng làm thời gian làm YouTube và hiện tại, và mình nghĩ là mình cũng đang đi đúng hướng, và chờ xem thành quả của năm sau sẽ là gì. Ok, và như một khi peace and I'm out baby, let's go. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye guys.